Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ sáu ngày 3 tháng 7 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Quỹ Việc làm cho người khuyết tật Việt Nam vừa tổ chức họp báo về việc ra mắt ban vận động chương trình Vì sự bình đẳng và hòa nhập cộng đồng. Dự họp báo có Thứ trưởng Thường trực Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đàm Hữu Đắc, đại diện đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng và các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương. Theo Giám đốc Công ty Cổ phần Khiếm thính Bảo Trung Võ Thị Hồng Ánh, Giám đốc chương trình thì hiện nay Việt Nam có khoảng 5,4 triệu người khuyết tật, trong đó phần lớn người khuyết tật ở nông thôn vùng sâu vùng xa đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Người khuyết tật là những người có đầy đủ quyền bình đẳng trước mọi cơ hội, cần được các cơ quan hữu quan và cộng đồng xã hội hỗ trợ tạo điều kiện cho họ tiếp cận với giáo dục học nghề, được làm việc phù hợp với khả năng của bản thân nhằm đạt được mục tiêu bình đẳng và hòa nhập cùng cộng đồng. Chương trình Vì sự bình đẳng và hòa nhập cộng đồng được tổ chức nhằm mục đích kêu gọi cộng đồng hãy cùng tham gia chương trình bằng những việc làm thiết thực, gây quỹ tạo việc làm cho người khuyết tật vùng sâu vùng xa trong cả nước, xây dựng các cơ sở đào tạo nghề, cơ sở chữa bệnh nhằm giúp họ khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.